Cảm ơn thần rừng, cảm ơn thần cây, thần rừng đã sẵn sàng. Cảm ơn Long Hải Long Dương đã tặng cúng dường cho chúng con. À gì là Phật. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả. Tất cả các chư vị A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chủ yếu anh quay nó nữa. Dạ. Người ta thích coi nó. Thôi để ti thử nè. Ti thử này nè. Thử vô cái thùng này coi. À gì đây thôi. Anh thấy cái cảnh nó như thế nào? Dạ thấy. Dạ thấy. Nó sợ, nó quảng sợ. Nó sợ nên tập cho nó hết sợ. Nó sợ tao bắt nó. Tập cho nó nhiều lần vậy nó cảnh giác. Thấy tao chọi cái gì nó phóng nó liền. À bắt con chuột, đừng bắt nữa con, để cho chạy đi con. Nó trời bắt ơi, nó bắt con chuột nước. Nhưng mà nó bắt không được. Ê, Di Đà Phật, xa nó đi. Con kêu đi quậy chuột nước không à. Quậy đi con, té nó lộn cổ, ba chân còn đầu leo cây nữa thiệt. Rác nè, nhìn đi. Di Đà Phật. Bây giờ kéo cái này vô để khô nước đã. Dạ. Rồi bỏ vô thùng. Cái đuôi chìm ở dưới sao thấy được thầy? Em thấy ngồi lên đây. Đây là công việc mỗi ngày của Tiôn trong rừng. Mà hôm nay có Bồ Tát này quay phim lại. Quay vô. Rác thối lắm anh đựng lại gần. Không thấy thối hả? Niệm A Di Đà Phật là không sao cả.